Hello, xin chào tất cả mọi người. Trần Linh ngày hôm nay sẽ giới thiệu cho mọi người cái cục iClip nha mọi người. Thì iClip này đã bị đứt hàng rất là lâu rồi, nhưng mà hiện tại thì nó đang có mặt tại cửa hàng Trần Linh tiếp tục. Thì với mức giá chỉ 120.000 thôi, mọi người sở hữu được một cái iClip này. Bây giờ Trần Linh sẽ hướng dẫn sử dụng cho cả nhà luôn. Đồng thời mọi người đánh giá thử cái chất lượng âm thanh nó như thế nào ha. Đầu tiên chúng ta sẽ khui hộp ra. Nhưng mình không quan tâm nhiều với cái tờ này đâu, tờ này nó bằng tiếng Anh không à. Cái đầu này chúng ta sẽ cắm là cái nguồn vào, cái đầu vào. Và đây là cắm vô điện thoại nha. Thì điện thoại nó sẽ tương thích là những cái dòng Samsung hoặc là những dòng iPhone. Thì iPhone 7 trở xuống thì nó có một cái jack 3.5 đây nè mọi người. Đây ha, nó có một jack 3.5 là chúng ta sẽ sọt nó vào. Đó, rồi ok ha. Rồi cái đầu còn lại chúng ta sẽ lấy âm thanh từ trong cái hàng ra. Giờ mình sẽ chọn thử một cái điệu bất kỳ đi. Rồi ví dụ như cái điệu này ha. Bây giờ chúng ta sẽ sử dụng cái dây âm thanh nè. Rồi sử dụng cái dây âm thanh xịn bên Trần Liêm nha, dây Mỹ nè. Đầu là Liton, rất là xịn. Giờ Trần Liêm sẽ cắm vào ngõ phone nha. Đây. Mọi người thấy không, cắm vào phone. Cắm phone vào bộ lột cắm. Rồi bây giờ Trần Liêm sẽ tiến hành quay phim ở trên đây nha mọi người. Mọi người nghe nghe thử nha. Đây Trần Liêm mở một cái đoạn nhạc nè. Qua âm thanh của nó rất là sạch sẽ luôn mọi người, nó tránh được tạp âm. Ví dụ mình nói trực tiếp như này nè, cái camera nó sẽ thu luôn được cái tiếng gió, tiếng mưa, tiếng bụi, tiếng xe hơi đồ chạy, tiếng cười nói của những người xung quanh. Nhưng mà với cái thiết bị iClip này chúng ta hoàn toàn có thể là an tâm nhé. Tại vì sao mọi người? Tại vì nó lọc, nó lấy trực tiếp cái tiếng từ trong cây đàn mà không qua cái cục iClip và không qua cái sợi dây xịn như thế này thì nó rất là đảm bảo luôn. Thì giờ Trần Liêm báo giá cho mọi người nhé. Một cái iClip này giá 120.000. Nếu mọi người chưa có dây âm thanh thì mọi người nên đầu tư một cái dây âm thanh xịn giúp Trần Liêm nha. Dây âm thanh xịn như thế này nè, một sợi dài 5m nó chỉ có là 300.000 đồng thôi. Nếu mọi người mua hai món bao gồm dây âm thanh và iClip này thì sẽ được hỗ trợ miễn phí ship luôn, miễn phí ship toàn quốc luôn. iClip thì Trần Liêm nhập về khoảng 10 bộ, còn dây âm thanh thì nó chỉ còn có vài bộ thôi. Do đó mà mọi người nếu có nhu cầu đặt mua liên hệ ngay nha. Bây giờ thì xin chào tất cả nhà.